hé lộ cuộc đàn áp nhà sư Thích Minh Tuệ tại Huế. Kính thưa quý vị, công an ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi. Không có các cãi vã to tiếng trong lúc đó. Từ chiều ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tư Hạ. Phú Bài mà không đi vào thành phố Huế. Đoàn được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của Kiểm Lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn. Đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng 72 người, kể cả Ngài Minh Tuệ. Đoàn người bám theo kể cả các YouTuber, TikToker bị ngăn lại bởi Barry. Tại đó đã có máy phá sóng viện thông. Khoảng 9 giờ tối, có một xe hơi đi vào và có những người đi quanh lán để chụp ảnh. Khoảng 11 giờ đêm, có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp Ngài Minh Tuệ đã được hốt lên xe, đưa đi làm việc đến 3 giờ sáng. Khoảng hơn 1 giờ sáng, ngày 3 tháng 6, các lực lượng đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó, Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của lán trại. Các huynh đệ ngủ bên trong lán trại, trong đó có sư Minh Nhuận. Vì thế trong lời kể, sư trẻ Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong. Đầu tiên là họ làm việc với Ngài Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành. Nhưng Ngài Minh Tuệ thản nhiên trả lời, đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bổ hành. Lúc đó họ đã ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi không có cãi vã to tiếng trong lúc đó những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt riêng với ngài minh tuệ và tuệ đức sư rừng gọi thì họ không dùng dây để xích tay họ đưa ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó rồi chia làm hai nhóm một đi về phía nam và một đi về phía bắc phía nam đến quảng ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở phía bắc thì đáp xuống một bãi đất trống ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh họ đưa cho mỗi người một bộ quần áo gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tảo tại quảng ngãi riêng sư tuệ đức là thạc sĩ cũng là một tu sĩ thuộc giáo hội phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới về y phục có lẽ chỉ có hai ngài tuệ đức minh tuệ là không thay y ngài tuệ đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của giáo hội. Ngài Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi. Hiện chưa có thông tin Ngài đang ở đâu, nhưng chắc chắn Ngài không còn ở Thừa Thiên, Huế. Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người thất thập nhị hiền, con số đông nhất kể từ khi việc bộ hành của Ngài Minh Tuệ được mọi người biết đến. Sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ. Hiện tại, các nhà tu hành phía Nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao. Riêng các nhà tu hành phía Bắc đã giải rác đi về phía Nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm thầy của mình. Màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tảo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi miền Trung. Chính quyền thiếu khôn ngoan khi hành xử với thích minh tuệ. Chính quyền và nhất là các ngành liên quan đến văn hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho người dân, vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình. Gần hai tháng trước, tôi đã nhận định rằng ông Thích Minh Tuệ sẽ sớm phải ẩn tu. Việc ông dừng hành cước, dù là với nguyên nhân gì, là một điều hoàn toàn có thể nhìn thấy trước được. Nhưng cái cách như đã diễn ra đêm qua ở Huế thì quả là đáng buồn và đáng thất vọng. Một lần nữa, tôi lại thấy chính quyền thiếu một quyết định khôn ngoan đó không phải là cách hay để giải quyết một vấn đề văn hóa văn hóa phải giải quyết bằng văn hóa bởi thế từ khi hiện tượng minh tuệ nóng lên tôi cũng đã viết và mong mỏi chân thành và tha thiết rằng đây là cơ hội để các ban ngành các cơ quan liên quan vừa xiển dương một biểu hiện của văn hóa tâm linh đẹp đẽ vừa tích cực phân tích tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu đúng giáo lý nhà phật đồng thời để họ biết cách ứng xử hợp lý văn minh không gây thành đám đông ngày một lớn như đã thấy thay vào đó là vừa tự nâng cao đời sống tinh thần vừa không quấy quả người tu hành tiếc thay tất cả những việc đó đã dường như không được thực hiện một cách chủ động bài bản có hệ thống và nhất quán mà thay vào đó là liên tiếp các hành động gây hiệu ứng ngược từ các bài viết như trên trang phật giáo đời sống đến các phát biểu méo mó của nhiều nhà sư chính thống rồi công văn của giáo hội hay ứng xử của cán bộ địa phương như chủ tịch một xã ở Quảng Trị. Tất cả đều không phải là các giải pháp văn hóa. Và cho đến đêm qua, sau một hành động nhanh gọn, không có họ hàng gì với ứng xử văn hóa, đoàn người đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tôi tin rằng sư Minh Tuệ vẫn an toàn và ông sẽ an toàn. Điều đáng tiếc là, như đã nói, chính quyền và nhất là các ngành liên quan đến văn hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho người dân, vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình. Không gì chứng minh mình là một chủ thể văn hóa hiệu nghiệm cho bằng cách ứng xử có văn hóa, khôn ngoan và cao thượng, tiếc thay. Nhưng có lẽ như thế mới đúng, và chẳng nên ngạc nhiên làm gì. Tu như thích minh tuệ thì được lợi ích gì? Bình luận của blogger Nguyễn Nhơn Tôi nói với bà tôi, nếu ba mẹ còn khỏe tự lo được cho bản thân, chắc con sẽ đi theo thầy Minh Tuệ một thời gian. Có lẽ con sẽ xin không đắp y, không xuống tóc mà chỉ xin gia nhập vào đoàn như một người dân thường chuộng đạo muốn cùng đồng hành. Tôi cũng nói với vợ tôi như vậy. Chúng tôi đều thích cuộc sống có nhiều trải nghiệm, muốn được tự mình tham gia vào những sự kiện có nhiều chiều suy nghĩ, nên vợ tôi cũng ham hở hệt như tôi. Nhưng chúng tôi còn cha mẹ già hai bên phải chăm sóc hàng ngày và tụi nhỏ đang còn ở cái tuổi chưa thể xa ba mẹ một thời gian dài, chứ một cuộc sống tự do như thầy Minh Tuệ, trời ơi. Tôi nghĩ đó là ao ước của rất nhiều người. Tất nhiên là trừ những đoạn khổ hạnh đến mức cực đoan và theo cá nhân tôi, nó không còn phù hợp với đời sống tôn giáo hiện tại nữa. Như ít nhất 15 ngày mới được tắm như đã nói ở trên, cộng với đi chân trần đầu trần, ngủ ngồi, không được tắm rửa thường xuyên, cơ thể sẽ ngứa ngáy khó chịu. Đầu trần đi dưới nắng, dễ bị ung thư da, sinh nhiều bệnh. Chân trần dễ đạp phải mảnh sành, mảnh chai, chẳng may bị uốn váng thì rồi đời. Thân không còn thì chẳng còn cơ hội tu học gì nữa. Ngủ ngồi cũng không cần thiết vì cơ thể không được nghỉ ngơi đúng và đủ sẽ dễ sinh bệnh tật cả tâm trí và cơ thể. Thầy Minh Tuệ cũng thừa nhận từ khi thực hành 13 hạnh đầu đà thì bệnh tật kéo đến rất nhiều. Là do cách sinh hoạt thiếu thốn khổ hạnh mà ra chứ đâu. Nhưng với thầy thì đó lại là những phép thử thách trí nguyện tu hành. Tôi thì cho rằng nên để tâm trí rỗng rang mà quan sát những vấn đề lớn hơn của bản thân và xã hội thì có lợi lạc hơn là vượt qua những nỗi khổ thế xác không cần thiết đó. Ngoài sự khác nhau đó ra, tất cả những điều cấm còn lại tôi cho rằng nhiều người đều có thể thực hiện được. Nó cũng không khác lắm với kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, lại còn an toàn hơn rất nhiều. Tự do như một linh hồn mà nhẹ nhõm vô cùng. Sư Minh Tuệ không có nhà cửa để phải lo trả tiền nợ ngân hàng hay sửa sang nó hàng năm khi mùa mưa bão ngập lụt tới. Không có công việc chuyên môn nào để phải chạy deadline đến đau dạ dày và thiếu ngủ phở phạc. Không có con cái mẻ nheo hay ẩm ương để lo đứng lo ngồi sợ nó chậm lớn hay chơi với bạn hư. Thậm chí, ông không còn có cả cha mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng khi tuổi già. Trong nhiều video, Thích Minh Tuệ nói rằng từ khi xuất ra là ông đã bỏ cha mẹ không về thăm và vì giới hạn của ông là không dùng điện thoại nên dù cha mẹ có gọi điện thoại ông cũng không nhận. ngay cả cái ăn cái điều khiến gần như tất cả mọi người trên thế giới này đều phải quần quật đánh đổi bằng sức lao động thậm chí bán từng mẩu não để đổi lấy ông cũng không phải lo nốt luôn có người cho ông bữa ăn nước uống và một số thứ cần thiết hàng ngày áo quần thì nhặt vải người ta bỏ đi lọc sạch may tay lại chỉ tốn thời gian kim chỉ kéo cũng được cúng dưỡng nhưng lại được thực hành một thú vui sáng tạo và sang trọng vì thời buổi này áo quần may sẵn vừa nhiều vừa rẻ nhưng thời gian thì đắt ngoài các nhà thời trang chẳng mấy ai có thời gian hay khả năng tự tay thiết kế và may y phục cho mình hoạt động may khâu đều đều của các ngón tay lại khiến cho tâm trí tập trung và thư thái cũng là một hình thức thiền các bộ y phấn tạo của Thích Minh Tuệ đều đẹp mắt và đặc sắc, đó cũng có thể do ông đã vô tình bộc lộ khả năng phối màu của mình. Hạnh Đầu Đà cũng nói, người hành giả có thể ngủ ở bất cứ đâu. Ngủ ở nghĩa địa như các hành giả khổ hạnh là trải nghiệm không dễ gì trên đời mấy người có, nó khiến người ta gan dạ hơn và có cơ hội nhìn thấu lẽ sinh tử. Trong khi chúng ta từ sáng sớm đã quay cuồng với các trách nhiệm của người làm con, làm cha, mẹ, vợ, chồng, nhân viên, sếp đang đi làm đã phải nghĩ đến bữa tối sẽ mua gì, nấu ăn cho gia đình, chủ nhật ngày nghỉ phải lo dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ, phơi phóng, thì ông chẳng hề phải gánh bất cứ trách nhiệm gì. Chúng ta phải chờ vài tháng để có một kỳ nghỉ, sung sướng, quăng hết công việc ra sau đầu, để kéo nhau đi, đi gần như bất cứ đâu, miễn là ra khỏi nhà trong vài ngày, không phải chợ búa, nấu nướng, giặt rũ và dọn dẹp thì thích minh tuệ thích ở thì ở thích đi là đi cũng không phải sợ kẹt xe tiền xăng tiền tài xế giá vé cao hai bàn chân ông đưa ông đến bất cứ đâu ông muốn đến trời ơi một đời sống như thế tự do như một linh hồn toàn bộ thời gian là của mình không phải lo toan về bất cứ việc gì không phải lo toan cho bất cứ người nào cả hai mươi hai bu ta chỉ việc nghĩ đến bất cứ điều gì mình thích nghĩ không có đứa nào dạy dỗ hay đòi hỏi ta phải dậy sớm để thành công không đứa nào đánh giá ta thiếu cần mẫn hay mơ mộng không chi bộ nào yêu cầu ta phải thanh liêm đạo đức nêu cao trách nhiệm người đứng đầu ta chỉ có một ông sếp duy nhất mà ông ấy thì bao giờ cũng hiền tử thấu hiểu bao dung và tỏ sáng mọi điều ta chỉ việc làm đúng những gì ông ấy dạy bảo thậm chí không cần phản biện lại vì sao phải làm đúng như thế sư minh tuệ đã làm đúng như thế ông có đạt được an lạc hay không thì chỉ mình ông biết rõ. Và 6 năm có lẽ chưa đủ dài để kết luận ông sẽ tu học thành công, thành bậc tránh đẳng tránh giác. Nhưng ít nhất cuộc sống của ông trong 6 năm qua, lòng tin chất phác và chân thành của ông đã giúp ông khiến rất nhiều người khác có dịp nhìn lại cuộc sống của mình và bớt được không ít lo âu. Khía cạnh nổi bật khác của đời tu khổ hạnh Thích minh tuệ mà chính ông không hề nghĩ tới, nhưng rất nhiều người đồng tình là trở thành kính chiếu yêu đánh rớt mặt nạ một đám trọc tham lam và dối trá trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đã rõ. Sẽ đạt những gì? Rất nhiều người trong chúng ta từng đi từ thiện thường xuyên. Hẳn quý vị còn nhớ lần đầu tiên mình mang một món quà gói cẩn thận đẹp mắt. Đi tìm những người ăn mày, người vô gia cư, đang nằm vùi nơi đầu đường xó chở, dưới một mái hiên vắng để tận tay trao cho họ và chúc một lời may mắn hay lần đầu tiên cầm bàn tay cụt mất vài ngón của người bệnh nhân phong vuốt ve và cắt móng tay cho họ đó là cảm giác bật mở trong ý thức rằng chúng ta tất cả đều là anh em chúng ta tất cả đều bình đẳng chúng ta chủ yếu nhờ may mắn nên có được đời sống tốt hơn những người anh em này vì thế đừng khinh miệt họ và trong sức của mình hãy giúp đỡ tha nhân làm điều có ích cho xã hội để trả phần phước mà ta được nhận đó là cảm giác của một dòng nước nhỏ len lỏi nhiều ngày qua, các bãi khô và sỏi đá, cô đơn và hoang mang, rồi khoảnh khắc oà ra nhập vào biển bao la, từng tế bào trong thân đều ngỡ ngàng mừng vui trong sự giác ngộ rằng mỗi chúng ta thực ra đều là những giọt nước trong cùng biển nước, là những chiếc lá trên một thân cây. Cũng như thế, có lẽ với đa số người chưa bao giờ xuất gia tu tập giống như tôi, Cảm giác của lần đầu tiên đứng yên lặng trước một ngôi nhà, chờ người ta bố thí bữa ăn và đói no của mình trong suốt ngày đó, phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Là cơ hội cho ta quan sát sự khiêm cung tận cùng, đồng thời cũng là sự thản nhiên tận cùng của chính bản thân. Đơn giản nhất, nhà này không cho thì mình đi tiếp xin nhà khác. Ta cần họ giúp, nhưng không phụ thuộc vào bất cứ ai. Trên con đường du hành, chúng ta sẽ đi qua vô số nơi gặp vô số con người, chứng kiến vô số cảnh đời và sự vật, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Gần như mỗi khoảnh khắc đều là những hạnh ngộ chỉ có thể ước, không có thể cầu. Những hạnh ngộ đó như những cánh cửa mở dần trên con đường tìm hiểu về bản thể, về con người, về cõi đời. Một cánh cửa mở ra rồi là trí và tâm đều tiến lên một bước mới, mãi mãi rời xa những tư duy, cảm thức cũ. Một đời sống như thế, trao ôi, bao nhiêu người ước mơ mà không thể thực hiện không thể nói việc tự tu thân của thích của thích minh tuệ sẽ không có ích cho ai hay ai cũng như ông ấy thì ai trồng lúa ai diệt vải ai giữ bình yên trên con đường du hành nếu quan sát và quán sát tốt ông sẽ như một người bạn lớn có vô vàn điều hay ho về cuộc sống về con người về phong cảnh về rất nhiều điều mà những người không có cơ hội trải nghiệm như ông không thể có được ông có sự bình tĩnh và bao dung sau nhiều năm du hành chạm mặt với đủ loại người đủ loại trạng thái cảm xúc. Chỉ cần sự bình tĩnh và bao dung đó, ta đã có thể chia sẻ với ông nhiều điều thuộc về cảm xúc của một con người bình thường. Vì câu trả lời đúng thì nhiều người biết, nhưng tạo ra trạng thái đúng để thực hiện câu trả lời đó thì thậm khó, khó vô cùng. Người tạo ra trạng thái ấy cho nhiều người để họ tự tìm được giải pháp cho mình được gọi là Phật, là Chúa, là Allah. À, tôi còn nói thêm với ba tôi câu này. Có lẽ con sẽ trải nghiệm việc khất thực, ăn ngày một bữa, du hành ban ngày và ngủ đêm cùng địa điểm, nhưng con sẽ vào nhà nghỉ tắm rửa và thay áo quần vì con sẽ không thể chịu đựng được việc ít nhất 15 ngày không tắm và không thay quần áo sạch. Con cũng có thể không dùng điện thoại nhưng đọc sách và dùng giấy bút ghi chép những điều con trông thấy và cảm nghĩ thì chắc Phật đồng ý mà. Nếu thế, con nghĩ con có thể cùng du hành như vậy, ít nhất là một vòng Bắc Nam rồi con về tiếp tục chăm sóc cha mẹ và con cái, thỉnh thoảng khi điều kiện thuận lợi, con lại đi. Bài viết không thể hiện quan điểm của báo thời đại. Sư thích Minh Tuệ đang ở Gia Lai. Thưa quý vị, theo lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư thích Minh Tuệ đã được công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ làm căn cước công dân để bảo đảm quyền công dân theo quy định pháp luật. Nói với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 4 tháng 6, một lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, hôm qua 3 tháng 6, sau khi sư thích minh tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa nhà sư đến nơi theo yêu cầu và việc làm căn cước công dân cho ông do lực lượng công an tỉnh Gia Lai thực hiện. Theo vị này, sư thích minh tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi ghi danh hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nhưng hiện không có địa chỉ cư trú cố định. Theo truyền thông trong nước, khi sư Thích Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan hữu trách đã gặp gỡ, trao đổi với ông về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên thực tế, theo các video clip ghi lại, từ chiều 2 tháng 6, các lực lượng hữu trách tỉnh thừa thiên huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh tứ hạ phú bài mà không đi vào thành phố huế đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng bảy hai người thất thập nhị hiền kể cả sư minh tuệ được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn trong khi đó đoàn người bám theo kể cả các youtuber tiktoker bị barry ngăn lại tại đây đã có máy phá sóng viễn thông Khoảng 9 giờ tối 2 tháng 6, có một xe hơi đi vào và có những người đi quanh lán để chụp hình. Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, Kerr có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp sự minh tuệ, xong đã bị công an hốt lên xe đưa đi làm việc đến 3 giờ sáng. Khoảng hơn 1 giờ rạng sáng 3 tháng 6, lực lượng hữu trách Thừa Thiên Huế đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó, Sư Minh Tuệ và Sư Thích Tuệ Đức, Sư Rừng Gọi, đang ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của láng trại. Trong khi các sư huynh đệ ngủ bên trong láng trại, trong đó có Sư Minh Nhuận. Vì thế trong lời kể, Sư Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong. Đầu tiên, công an làm việc với Sư Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng Sư Thản Nhiên trả lời, đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành. Cùng lúc đó, công an đã ập vào bên trong láng trại và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi, nhất là những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt. Riêng với hai sư Minh Tuệ và Tuệ Đức thì không bị trói. Bị các sư phản ứng, nhưng do công an quá đông nên cuối cùng họ cũng phải đi. Tuy nhiên, không có các cuộc cãi vã to tiếng. Họ đưa các sư ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía nam và một đi về phía bắc sư minh tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi nhưng không rõ điểm đến xe vào phía nam đến quảng ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở công an xe đi phía bắc thì ngừng một bãi đất trống ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh sau đó công an đưa cho mỗi người một bộ quần áo gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tạo facebooker minh thành kể tại quảng ngãi sư tuệ đức một tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng, còn những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có sư Minh Tuệ là không thay y, còn sư Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tạo để mặc y màu nâu như các sư của giáo hội. Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người, đông nhất kể từ khi việc bộ hành của sư Minh Tuệ được mọi người biết đến sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ theo facebooker minh thành hiện tại chưa có thông tin sư minh tuệ đang ở đâu nhưng chắc chắn sư không còn ở thừa thiên huế còn các nhà sư phía nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao riêng các nhà sư phía bắc đã giải rác đi về phía nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm thầy của mình màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tạo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi miền Trung, Facebooker Minh Thành cho hay. Nhận xét về sự kiện Sư Thích Minh Tuệ, nhà tu hành Thích Minh Tuệ cũng đã tạm dừng bước, điều này không ngoài dự đoán của nhiều người, không cần nhắc nữa. Nhưng qua đó, tôi có vài thứ nhận thấy. Chỉ một mình nhà tu hành đơn độc, không tiền, không chùa, không có cả ngàn đệ tử, cũng không có mạng lưới truyền thông nào nhưng đã làm cả thiên hạ tìm và hiểu rất nhiều về phật giáo đích thực tôi dám chắc phần lớn trong chúng ta lần đầu mới biết về hạnh đầu đà phật pháp nguyên thủy mà trước đó chưa bao giờ chúng sinh được truyền dạy dù có cả ngàn chùa lớn nhỏ cùng các loại cao tăng lùn tăng qua điều trên bất ngờ bản chất của phật giáo quốc doanh bị lột trần và bá tánh nhận ra rolex audi dupont mà các loại sư quốc doanh xài đều từ tiền túi của mình mà bá tánh vẫn đinh ninh họ cúng dường để nhằm hằng dương Phật Pháp. Chính quyền để yên cho thầy Thích Minh Tuệ, hành du một thời gian dài, chứng tỏ hai lẽ. Một, dư luận đã bắt đầu có tác động mạnh và việc tự do tôn giáo đã bắt đầu được tôn trọng. Hai, thời gian đủ dài để Phật giáo quốc doanh lộ bản chất. Hy vọng từ đó mà chính quyền để mắt tới đám ma, tăng ăn bẩn, bu bám vào đức tin của bá tánh rồi gieo rắc u mề tôi thấy nhiều người chửi ít nhất là phê phán đám đông đi theo đừng quên chúng ta ở vùng trũng văn minh thế giới dân trí thấp nên đừng đòi hỏi gì cao sang tôi chỉ nhìn thấy ở họ sự hướng thiện trong thời mặt pháp như vậy đã là quá tốt còn các youtuber tiktoker facebooker bám theo cũng là bình thường chúng ta chẳng thấy vì thế mà theo dõi được toàn cảnh câu chuyện sao cũng đừng quên dù không theo bước chân thích minh tuệ thì chính chúng ta cũng đang bước theo ổng trên facebook YouTube, TikTok. Đấy thôi, có khác nhau đâu. Chỉ là thói cao ngạo thiền cận mà ta tự cho mình vị thế cao hơn mà thôi. Còn ông thích minh tuệ thì ông không lấy đó làm phiền não đâu. Khi ông đã thoát tục thì ông luôn an lạc dù là đánh chửi. Đừng lo cho ông. Chính quyền địa phương giải quyết mọi việc êm thấm và nhẹ nhàng. Điều này tốt cho tất cả. Ghi nhận. Nhưng đừng nghĩ Thích Minh Tuệ sẽ không bộ hành nữa đừng quên ông từng nói, đi đến chết. Mà bậc chân tu đã nói thì đó là sứ mệnh, không gì lay chuyển và đó chính là sự khác biệt so với các loại ma tăng như Thích Trúc Thái Minh, Thích Trân Quang. Rồi một ngày nào đó, hẳn sẽ không xa, Thích Minh Tuệ sẽ lại đi tiếp thôi. Qua hiện tượng Thích Minh Tuệ, hy vọng bá tánh nhìn nhận rõ chính tả, đừng để đức tin của mình đặt sai chỗ. Cúng dường cũng tốt, nhưng cúng ở đâu, cho ai thì cần biết rõ. Đừng để lũ ma đầu móc tiền mồ hôi của mình mà ngồi trên cao tiêu xài, nhìn mình như một lũ đần độn u mê. Phật không phải là tôn giáo để phải thần thánh hóa, cầu xin nọ kia. Phật là lối sống, cách tư duy. Thế nên cần nhìn nhận cho đúng. Đừng quên, chẳng có Phật nào ban phước cho ta hay giải hạn cho ta chỉ vì ta cúng dường nhiều tiền. Bằng chứng rõ nhất là các lãnh đạo Choppu qua vợ con đã cúng dường xây cả cái chùa to như cung điện Nguy Nga vậy mà vẫn chết tươi bí ẩn khi đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cao danh vọng vậy trong chúng ta đây liệu có mấy người cúng giường bằng cỡ đó nói vậy để thấy cúng giường chả bao giờ đem lại cái gì an lạc đâu Phật không phải thánh đừng quên điều Phật dạy ở đâu có chùa ở đó không có Phật không phải vì không cần xây chùa mà vì đó không quan trọng bằng chánh niệm nhưng chỉ cần cúng giường vài chục triệu xây điểm trường vùng cao cho các cháu tôi chắc chắn bá tánh sẽ hạnh phúc chưa từng có. Ngày Khánh Thành nhìn đứa trẻ, mân mê cái ghế nhựa nó ngồi. Tạm đôi nhờ vậy, mong sức khỏe cho bá tánh và nhà tu hành thích minh tuệ. Ông đến rồi đi, để lại bước chân an lạc. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, sau nhiều tháng ngày dòng rã, đi theo những bước chân di hành của Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn sắc màu tự do, không chỉ những người có tấm lòng hướng thiện tu tập mà ngay cả lực lượng truyền thông hùng hậu, YouTuber, TikToker thường bị ghét vì hành động đeo bám. Giật tít câu like hẳn cũng đã có những trải nghiệm quý giá bên bậc chân tủ. Dù phần lớn mọi người đều đang đổ lỗi cho đám truyền thông YouTuber, TikToker suốt ngày đeo bám, làm ảnh hưởng đến việc tu tập của thầy và tăng đoàn. Nhưng nói một cách công bằng, cũng nhờ lực lượng truyền thông này mà những hình ảnh di hành của thầy và tăng đoàn đã được truyền tải và cập nhật liên tục. Chúng ta ngủ một giấc rồi mở FP ra là lại thấy tràn ngập tin tức, có rất nhiều hình ảnh và thước phim rất đẹp về thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã được đội ngũ truyền thông tự do này ghi lại, chứ không phải là truyền thông nhà nước. Có thể lúc đầu các YouTuber và TikToker đã bị thôi thúc bởi lợi nhuận khổng lồ do sự kiện về thầy Minh Tuệ mang lại. Nhưng sau những tháng ngày dài lăn lộn tác nghiệp 20 trên 20 phút, chứng kiến sự khổ hạnh tu tập của thầy và tăng đoàn. Nhiều người trong số họ đã biết nhìn lại bản thân mình, biết làm truyền thông một cách có trách nhiệm và tình nguyện tham gia vào các hoạt động hỗ trợ an ninh, bảo vệ yếu nhân. Dù các YouTuber và TikToker đeo bám bị chê trách không ít, nhưng cũng nhờ họ mà chúng ta đã có được nhiều hình ảnh thước phim mang tính chất dữ liệu lịch sử dân tộc quý giá cho con cháu sau này. Sẽ phải bao lâu nữa Việt Nam mới lại có thể xuất hiện một bậc chân tu có khả năng thức tỉnh tâm đạo, gắn kết lòng người và gieo tình yêu thương bằng chính những bước chân trần khổ hạnh vì chúng sanh như vậy. Giờ này tất cả đã chia tay, mỗi người đều tạm gác máy để trở về nhà sau sự việc bất ngờ diễn ra đêm qua. Không một ai có thể ngờ rằng cuộc chia tay lại có thể chóng vánh sau những tháng ngày tác nghiệp dòng dã bên nhau như thế, trái với khuôn mặt hớn hở khi đến nếu xem nhiều video trong ngày chia tay hôm nay thì phần lớn ai cũng bùi ngùi xúc động ai cùng đều chung một cảm xúc duy nhất là thương thầy và mong thầy được bình an có lẽ vì tác nghiệp bên thầy trong nhiều ngày họ cũng đã học được nhiều điều và cũng hiểu rằng cuộc sống này là vô thường và tiền lợi nhuận không còn là tất cả họ bùi ngùi bắt tay nhau để chia tay và cùng động viên nhau thôi về bình an nhé thật là những tháng ngày lịch sử không thể nào quên không nhìn thấy thầy, không còn ở cạnh thầy. Nhưng những hình ảnh lưu lại từ thầy sẽ giúp chúng ta tự tu luyện bản thân, học cách yêu thương, buông bỏ tham sân si không phải để giữ giới như thầy, mà chỉ là để giữ đạo làm người mà thôi. Biết ơn thầy Minh Tuệ đã hữu duyên cảm hóa, được một lực lượng truyền thông tự do thức tỉnh lòng người để giúp họ trở về nhà biết yêu thương những người xung quanh mình, biết sống có lương tâm biết làm việc và tác nghiệp có văn hóa, có trách nhiệm. Họ có thể sẽ là một lực lượng hữu ích cho xã hội và góp phần tạo ra những sự vận hành, chuyển đổi của đất nước trong tương lai. Một hành trình kết thúc không nhất thiết phải về đến đích mà giúp mở ra nhiều con đường đi khác. Xin cảm ơn và mong bình an cho tất cả. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam triệt đường làm ăn của Chùa Quốc Doanh với việc yêu cầu các nhà sư và Phật tử cài ứng dụng VN Fatu, dường như Bộ Công an Cộng sản Việt Nam muốn chính thức quản lý nguồn tiền cúng dường và tiền công đức được cho là doanh thu màu mỡ của các chùa, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Cùng với việc bắt ép nhà sư Thích Minh Tuệ phải tự nguyện dừng đi khất thực, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 3 tháng 6 công bố app ứng dụng trên điện thoại để quản lý tăng ni Phật tử và nguồn tiền cúng dường của bá tánh theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 6, ứng dụng VN Fat 2 đã có sẵn để tải về trên cả hai kho ứng dụng Android và iOS. Bản tin dẫn lời ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, ứng dụng nêu trên là để quản lý tăng ni trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển giữa các chùa, hồ sơ xuất gia. Đáng lưu ý, ứng dụng có cả phần cúng dường trực tuyến cho các chùa tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho Phật tử có thể thực hiện cúng dường trực tuyến tại bất kỳ chùa nào trên toàn quốc. Tuy thế, không rõ vì sao sau khi đăng tải bản tin, báo tuổi trẻ đã xóa chi tiết này. Dù vậy, bên dưới bản tin, độc giả của tờ báo bàn tán về việc cúng dường trực tuyến. Độc giả Vinh bình luận: Cúng dường trực tuyến thông qua ứng dụng nghe có vẻ tiện lợi, nhưng cá nhân mình thấy nó kỳ, sao sao ấy? Với việc yêu cầu các nhà sư và Phật tử cài ứng dụng VN Fatu, Dường như Bộ Công an Cộng sản Việt Nam muốn chính thức quản lý nguồn tiền cúng dường và tiền công đức, được cho là doanh thu màu mỡ của các chùa, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Hành động này được đưa ra sau gần một năm Bộ Tài chính Việt Nam bêu tên các chùa không báo cáo thu chi tiền công đức. Hồi trung tuần tháng 7 năm ngoái, Chùa Ba Vàng phát đi thông cáo dẫn lời nhà sư Thích Trúc Thái Minh, sư trụ trì phản đối vụ này. Việc báo chí đưa tin Chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Việc thông tin như trên gây hiểu nhầm chùa Ba, ba Vàng có hành vi cố ý chống đối pháp luật của nhà nước, thông cáo nhấn mạnh. Nhà sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, khẳng định không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức. Kính thưa quý vị, thông tin từ ban tôn giáo chính phủ trong ngày 3 tháng 6 năm 2024 xác nhận ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Dư luận không tin vào chữ tự nguyện từ ban tôn giáo chính phủ được báo chí nhà nước loan tải, bởi ở Việt Nam có nhiều trường hợp gọi là bị ép buộc tự nguyện. Tự nguyện hay bị ham dọa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân Sư Thích Minh Tuệ cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Nico Diệu Hạnh nói với RFA suy nghĩ của mình khi hay tin Sư Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành, dừng khất thực. Làm gì có chuyện tự nguyện? Theo em, công an đã hăm dọa, yêu cầu thầy phải dừng bộ hành, mà dừng bộ hành với thầy Minh Tuệ, nghĩa là bắt thầy dừng tu theo cách của thầy rồi. Như vậy là không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Sắp tới còn có chuyện quản lý tăng ni, Phật tử bằng phần mềm càng chứng tỏ sư thầy không được tự do tu tập. Một người dân Sài Gòn cho rằng, khi ban tôn giáo chính phủ phát đi thông tin sư thích minh tuệ tự nguyện ngừng cuộc bộ hành của ông, các báo đều đưa tin răm rắp mà không hề có một chi tiết nào cho thấy ai có thể thuyết phục ông dừng. Người dân này nói tiếp, Điều được bàn tán nhiều là chữ tự nguyện với cả truyền thống cách mạng bí ẩn của nó, từ chuyện Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú, đến chuyện Trương Duy Nhất tự nguyện đi từ Thái Lan về. Đó là chưa nói, thời sau 1975, dân miền Nam tự nguyện đi kinh tế mới, tự nguyện nộp vàng đi bán chính thức. Cứ lấy lịch sử của chữ tự nguyện màu xa hội chủ nghĩa, ai cũng có thể cảm nhận sâu sắc về chuyện dừng bộ hành của sư Minh Tuệ, đầy tính tự nguyện. Chính quyền Việt Nam lâu nay được cho là sợ đám đông tụ tập, nên dùng mọi cách để giải tán đám đông, cho dù đó chỉ là một chương trình lễ hội, âm nhạc không liên quan đến chính trị. Dư luận còn nhớ sự kiện xảy ra hôm 10 tháng 9 năm 2019, đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã bị cảnh sát cơ động hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy xịt thẳng vào đám đông. Cảnh sát còn dùng cả dùi cui trích điện để chấn áp giải tán, khiến người dân ngỡ ngàng. Hay luật biểu tình và luật lập hội nhiều lần bị loại khỏi nghị trình quốc hội, với lý do tạm hoãn vì cần chuẩn bị kỹ hơn. Cho dù quyền biểu tình và quyền lập hội là hai trong số các quyền cơ bản của công dân được ghi trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam 2013. Hai quyền này cũng được quy định trong Điều điều 19 và Điều 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Siết chặt quyền tự do tôn giáo Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho rằng, sư thích minh tuệ đã bị ép buộc phải tự nguyện dừng bộ hành. Đó là cách nước Việt Nam thực hiện từ nhiều năm qua, trong nhiều lĩnh vực. Ông nói, ở Việt Nam, tất cả những hoạt động gây ảnh hưởng đến số đông đều bị theo dõi rồi bị cấm đoán. Không cần ảnh hưởng gì lớn lao trên toàn xã hội, mà chỉ cần ảnh hưởng trên một địa phương nào đó là sẽ bị cấm đoán để phục vụ cho việc gọi là bảo vệ an ninh trật tự chính quyền luôn luôn đề nghị người dân tự nguyện mà một khi đề nghị như vậy chỉ là cách nói thôi chứ mục đích là ép buộc ví dụ học sinh đi học thì phụ huynh phải tự nguyện đóng góp hay trong vấn đề hình sự hay dân sự khi công an mời người dân nào đó lên đồn làm việc thì sau đó người dân này lại có đơn xin tự nguyện ở lại để phục vụ điều tra nhưng thật ra cái đó là ép buộc ngoài việc đưa tin sư thích minh tuệ tự nguyện ngừng bộ hành truyền thông nhà nước mới đây cho hay cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an phối hợp cùng giáo hội phật giáo việt nam tổ chức đào tạo thí điểm hệ thống phần mềm quản lý tăng ni phật tử tại tỉnh bắc ninh và thái nguyên dự định sớm triển khai mở rộng cho cả nước nhằm quản lý hồ sơ người thụ giới hồ sơ chuyển nội tỉnh ngoại tỉnh hồ sơ xuất gia ở việt nam Tất cả những hoạt động gây ảnh hưởng đến số đông đều bị theo dõi rồi bị cấm đoán. Không cần ảnh hưởng gì lớn lao trên toàn xã hội, mà chỉ cần ảnh hưởng trên một địa phương nào đó là sẽ bị cấm đoán. Để phục vụ cho việc gọi là bảo vệ an ninh trật tự, chính quyền luôn luôn đề nghị người dân tự nguyện. Mà một khi đề nghị như vậy chỉ là cách nói thôi, chứ mục đích là ép buộc. Nguyễn Văn Miến, theo Bộ Công an, hệ thống quản lý tăng ni Phật tử gồm có 3 phần mềm. Thứ nhất là phần mềm cho Phật tử. Phật tử phải đăng ký ghi danh Phật tử, đăng ký quy y tam bảo, xem thông tin hành chính giáo hội, tin tức, sự kiện, các ngày lễ Phật giáo, nghe giảng Pháp, thông qua tài khoản VNAID. Thứ hai là phần mềm quản lý tăng ni, gồm các chức năng như quản lý Phật tử, tăng ni, quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh, hồ sơ xuất gia. Thứ ba là phần mềm quản lý hành chính của giáo hội Phật giáo, gồm các chức năng như xem thông tin cá nhân dành cho tăng ni hồ sơ điện tử tra cứu hồ sơ điều này cho thấy không bao lâu nữa những việc lên tiếng tự do theo lương tâm của mình như thầy thích minh đạo sẽ ngày càng mất dần những sư của nhà nước sẽ ngại tiếp xúc với các chùa và các sư của giáo hội phật giáo thống nhất hơn câu hỏi được đặt ra là tại sao giáo hội phật giáo nhà nước lại phải bắt tay với công an để thực hiện những hàng rào kẽm gai cho tăng ni một Phật tử. Một Phật tử không muốn nêu danh tính, nói với RFI quan điểm của mình về động thái mới trên. Có thể thấy rõ, Giáo hội Phật giáo nhà nước được chọn làm chuột bạch để thử nghiệm phương thức kiểm soát chặt giới tăng ni như kiểu Trung Quốc, mà vốn tăng ni từ tỉnh A qua tỉnh B sẽ có xác nhận cho phép của các chùa nơi đi nơi đến. Sẽ có hệ thống chấm điểm vâng lời, bao gồm không giao du với chùa phản động, tăng ni phản động nếu vi phạm nhiều lần, có thể bị cấm di chuyển ra khỏi chùa, sám hối trong một thời gian hoặc nặng, có thể bị trục xuất ra khỏi hệ thống Phật giáo. Điều này cho thấy không bao lâu nữa, những việc lên tiếng tự do theo lương tâm của mình như Thầy Thích Minh Đạo sẽ ngày càng mất dần. Những sư của nhà nước sẽ ngại tiếp xúc với các chùa và các sư của giáo hội Phật giáo thống nhất hơn. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao giáo hội Phật giáo nhà nước lại phải bắt tay với công an để thực hiện những hàng rào kẽm gai cho tăng ni. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của đại tá Vũ Văn Tấn, phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội rằng: Đề nghị các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được giao sử dụng hệ thống quản lý tăng ni. Phật tử phải hết sức chú ý tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ bí mật cá nhân. Quý vị vừa nghe xong bài viết có tựa đề: Sư thích Minh Tuệ tự nguyện hay bị ép dừng bộ hành? được đăng tải trên trang RFA tiếng Việt. Công an đã làm gì với thầy Minh Tuệ? Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, tin phát đi từ Ban Tôn giáo Chính phủ nói là sau khi làm việc các cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú, tức Sư Thích Minh Tuệ, đã nhận thức được trách nhiệm công dân và tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Tự nguyện, cách nói của Ban Tôn giáo không thể kể hết của những gì đã diễn ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 6. Những người đi cùng với sư thích minh tuệ kể họ chứng kiến nhiều xe thùng, xe cảnh sát với hơn 100 nhân viên thường phục và sắc phục ập đến, áp giải sư tuệ và mọi người về đồn. Tại đây, các sư ở một phòng, còn dân chúng đi theo ở một phòng. Đến khoảng 2 giờ sáng, dân đi theo sư tuệ bị lùa lên xe, trở ra những ngã đường tối om, vắng ngắt và đuổi xuống. Tụi em không biết nơi công an thả xuống là ở đâu, chung quanh tối mịt, mọi người phải ngồi tụm với nhau, gọi điện, tìm cách đi về, một người trong đoàn, ẩn danh, kể với SKN. Trước đó, các sư tùy tùng bị chia ra, từng xe chở đi xa vài chục cây số rồi thả xuống, để mạnh ai nấy tự tìm đường, xe công an rút chạy luôn. Các vị sư này đành ai về nhà nấy, nhưng có người phát nguyện trên Facebook rằng, bất cứ khi nào nhìn thấy sư thích minh tuệ lên đường, thì sẽ lập tức tháp tùng. Sư Minh Nhuận, người cũng bị xe công an áp giải đưa đi mấy mươi cây số rồi thả đại xuống đường gần Hà Tĩnh, kể. Hai người kè một người, trong đoàn bảy mươi mấy người thì chắc phải có một trăm người đó, là họ kè ra xe rồi chở đi. Họ chở một hướng đi Nam, một hướng đi Bắc, nhưng mà không biết Sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh, vô công an phường, kỳ trung, lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ buộc con phải ký là không đi trung đoàn và không vi phạm pháp luật. Việc thao túng tin tức cũng được ban tuyên giáo chỉ đạo cho dư luận viên 47 hoạt động mạnh nhằm làm dân chúng mất lòng tin. Chẳng hạn như trang lực lượng 47, hâm đưa hình sư Kim Cang cùng các sư huynh đệ trong đoàn bị đẩy đi ra kỳ anh. Lột quần áo tu, bắt mặc đồng phục cầu thủ bóng đá, ghé qua một quán phở xin nước sôi để ăn mì gói, đã bị chú thích rằng tổ công tác của an ninh tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ, đang làm bát phở bò cho ấm bụng rồi về nhận nhiệm vụ mới. Sư Kim Cang là vị sư khỏe mạnh, đi theo sư thích minh tuệ. Xả, dạ, lâu nay là người bảo vệ sư tuệ khỏi những phiền hà không cần thiết, từ YouTuber cho đến những người đi theo đoàn tiếp cận quá mức. Nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang của mình. Ông xuất hiện giữa đời như một tia chớp kèm tiếng sấm động đến chân tâm như một ánh sáng của tuệ nhãn rọi nguyên hình bọn yêu ma đội lốt tu hành. Dù hôm nay ông biến mất hay sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó thì việc của ông đã hoàn tất. Ai thức tỉnh đã thức tỉnh, ai còn u mê thì cứ vậy mà u mê. Hầu hết những người theo dõi sự kiện của sư Thích Minh Tuệ dự đoán sư Tuệ sẽ không thể tiếp tục bộ hành mà chùa nơi sư ra đi sẽ ra sức quản lý chặt chẽ theo lệnh của chính quyền địa phương lẫn giáo hội quốc doanh. Kết thúc sự kiện độc đáo này, trên mạng Facebook đang có một tổng kết khá thú vị của TH về sư Minh Tuệ như dưới đây. 13 điều kỳ lạ về sự kiện sư thích Minh Tuệ Một Tên Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong không phần mess là 90 triệu lượt tìm kiếm. 2. Chỉ chưa đầy một tuần lễ là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram. 3. Là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. 4. Chưa đầy một tháng, mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca đắp tượng. 5. Có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn. 6. Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam. 7. Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị mũi cắn nhiều nhất Việt Nam. 8. Là người khất thực duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay không nhận tiền tài. 9. Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đành lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập. 10. Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, ma tăng tự hiện hình tự vả mặt mình. 11. Là người từ vô danh chỉ trong 26 ngày trên trên mạng. 12. Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng. 13. Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà, đi lang thang, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ muốn đi theo trải nghiệm tu tập. Những kỷ lục này thật khủng khiếp, không phải người bình thường có thể làm được. Thầy Thích Minh Tuệ cùng những người theo thầy buộc bị ép phải dừng đi bộ khất thực. Sự thật tự nguyện và bát phở bún bò được sáng tỏ. Kính thưa quý vị, theo sự tuyên truyền của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và các trang đăng tải bài viết trên trang web chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hay vào sáng 3 tháng 6, tuyên bố cho biết ông Lê Anh Tú, thế danh của sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực. Tuy nhiên, hai vị sư đi theo trong đoàn tiết lộ điều hoàn toàn trái ngược. Một số video, hình ảnh khác cũng cho thấy khoảng 5 vị sư, trong đó có sư Kim Cang, sư Thích Tự Do, ghé vào quán phở Hà Nội ở cổng Formosa, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào trưa 36 để ăn cơm. Một số trang báo cũng như dư luận lại dậy sóng cho rằng các thầy ăn bún bò và các khẩu vị khác không giống như ăn chảy. Nhưng thực sự đã sáng tỏ, vào tối ngày 3 tháng 6, chủ quán phở bò Hà Nội đã đăng tải đoạn thông tin đính chính như sau. Em là chủ quán phở Tuấn Nhung, địa chỉ Cổng Chính Formosa, Phường Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Em đăng bài viết này là để đính chính lại sự xôn xao của ngày hôm nay. Em cam đoan rằng sáng nay các thầy đi theo thầy thích minh tủa vào quán phở của em chỉ ăn bún chay với xì dầu và rau sống chứ không phải ăn phở bò hai chứng trần như các trang mạng xã hội hoặc cư dân mạng đăng tải là sai sự thật ạ à? em mong cư dân mạng nhìn rõ hình ảnh và thực tế để không ảnh hưởng đến chung đến tất cả mọi người dù là các thầy hay là một ai khác em không thể làm ngơ để khách hàng của mình bị nói như thế các trang lớn không tìm hiểu kỹ mà đăng tải sai sự thật như thế thì mất uy tín quá. Mong mọi người chia sẻ giúp em. Kính thưa quý vị, quay lại với sự việc Sư Thầy Thích Minh Tuệ được tuyên truyền của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam và các trang đăng tải bài viết trên trang web chính thức tuyên truyền là Thầy Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Tuy nhiên, điều hoàn toàn trái ngược. Sư Minh Nhuận, người đi theo đoàn của Sư Minh Tuệ, nói trong một video được đăng tải lên TikTok vào trưa 3 tháng 6 có mười mấy chiếc xe 16 chỗ với một chiếc xe 24 sợ chỗ đều một chiếc xe 24 chỗ là biển số xanh 81 còn mấy chiếc xe 16 chỗ là biển số 75 nhưng mà khi mà con đang ngủ á mọi người đang ngủ cho anh em trong đoàn đang ngủ thì họ vô trong cửa cửa họ ào vô một cái một cái họ nắm tay mọi người ra hai người kèm một người cho biết vào khoảng 1 tới 2 giờ sáng cùng ngày khi đang nghỉ ở đỉnh đèo Hải Vân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thì có hơn 10 chiếc xe 16 chỗ mang biển xanh 75, biển số xe của tỉnh Thừa Thiên Huế và một chiếc xe 24 chỗ, biển số xe tỉnh Gia Lai, chở người đến khống chế các sư. Ông nói, khi con đang ngủ, các anh em trong đoàn đang ngủ thì họ vô cửa. Họ ao vào một cái một, rồi họ nắm tay mọi người ra. Hai người kèm một người, trong đoàn 70 mấy người thì chắc phải có 100 người đó là họ kề ra xe, họ chở đi, họ chở một hướng đi nam, một hướng đi bắc, nhưng mà không biết sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh, Vô Công An phường xã Phường, Kỳ Trung, lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ, buộc con phải ký là không đi trung đoàn và không vi phạm pháp luật. Là trong đoàn mấy mấy người chắc con cũng khoảng trăm mấy người á, là họ kề ra xe, họ chở đi họ họ chở một hướng đi nam, một hướng đi bắc nhưng mà không biết sư Minh tệ với mọi người bây giờ đang ở đâu con thì trở ra Hà Tĩnh con với mấy Minh đệ trở ra Hà Tĩnh vô công an của phường Kỳ Trung á lấy lời khai làm việc họ kêu con ký cam kết đầu này nọ bắt buộc con phải ký chứ mà không có đi chung đoàn với không vi phạm pháp luật nhưng mà trong khi con không có vi phạm pháp luật sư Minh Nhuận cho rằng bản thân không vi phạm pháp luật và không làm gì sai trái nên đã không đồng ý hợp tác nên bị công an chở ra bãi đất trống xa trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thả xuống. Nếu mà không có làm cái gì mà sai trái với pháp luật cả mà họ đi làm như vậy con không chịu hợp tác, cái họ chở con ra bãi đất trống, họ xa cái trung tâm thành phố Hà Tĩnh họ thả con ngay đây nên giờ cũng chạy vô nhà dân thông tin cho mọi người biết là sư Vinh Tại với mấy người với mấy huynh Đại là bị áp tải đi đâu con không biết. Sư Phúc Giác, con gọi là Kim Cang. Trong một đoạn video khác cũng cho biết khi Sư Minh Tuệ đang ngồi thiền thì bị năm công an khống chế dí xuống đất. Một người tu đang ngồi thiền mà năm ông đẻ ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu mà người tu lấy gì mà chống cự. Ban ngày mời mình lên trụ sở hỏi han thì được, chứ nửa đêm mà bắt người ta trói tay vào thì sao được. Vị sư xuống tóc nguyện đi theo sư Minh Tuệ khoảng hơn 10 ngày nay cho biết. Cũng theo ông, có khả năng 71 vị đi theo đoàn đều được trả tự do giải rác ở các tỉnh thành. Còn lại sư Minh Tuệ thì không biết tin tức. Phóng viên gọi điện thoại cho phòng tham mưu công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đoàn các sư nghỉ lại tối qua, để xác minh thông tin trên. Tuy nhiên, viên công an trực máy khẳng định không biết sự việc và nói trên mạng nói lung tung thôi, không đúng đâu. Ngoài ra, hình ảnh của sư Minh Tuệ trên mình vẫn đang khoác y bá nạp, bị một người mặc sắc phục công an buộc lăn năm đầu ngón tay trong trụ sở để làm căn cước công dân cũng được lan truyền trên mạng. Phóng viên xác minh với công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của sư Minh Tuệ, để hỏi về việc ông bị đưa trở về đây làm căn cước công dân. Tuy nhiên, người trực ban bắt máy từ chối trả lời và yêu cầu lên trụ sở gặp lãnh đạo để được cung cấp thông tin. Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực theo truyền thông nhà nước. Đây là kết quả làm việc của các cơ quan chức năng sau khi gặp gỡ trao đổi với sư hay do sự đốn ngộ của nhà sư. Mỗi kết thúc là một sự khởi đầu mới. Thật khó trả lời vế thứ hai của câu hỏi vì đa số chúng ta không phải là bậc tu hành. Còn đối với vế thứ nhất thì khỏi cần phải trả lời. Đại chúng từng mắt thấy tai nghe hằng hà xa số các trường hợp ai đó bị công an bắt vào đồn rồi tử thương do bị té ngã hay nhờ sự vận động cũng của các cơ quan chức năng mà trước đây trịnh xuân thanh đã tự thú và cũng tình nguyện về nước cái gì đến sẽ phải đến đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ con người chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong dòng chảy thời gian chấp nhận sự thật này giúp ta sống an nhiên và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời vô thường này mỗi kết thúc là một sự khởi đầu mới Mỗi phép thử là một cơ hội để dân trí trưởng thành hơn. Hãy đón nhận mọi điều với tinh thần lạc quan và niềm tin vào ngày mai. Mặc cho hàng chục YouTuber quốc doanh la làng cào lưng ăn vả, hãy cảnh giác với thế lực thù địch. Một Sáng sớm ngày 3-6, nhiều thông tin trên mạng cho biết Sư Minh Tuệ đột nhiên biến mất. Sau khi ngài đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế vào buổi chiều hôm trước, không ai rõ tung tích. Thích Minh Tuệ đã chân trần trí thép, Hai, Từng hành thiền 3 vòng rưỡi trên các nẻo đường từ Bắc vô Nam mà chẳng cần quảng bá. Minh Tuệ chưa bao giờ nhận mình là thầy. Ngài chỉ bộc bạch, con chỉ là người học tu. Sư đã bộ hành như thế, hầu như suốt 6 năm trời dòng dã một mình. Chỉ từ đầu tháng 5 vừa qua, khi đặt chân đến Thanh Hóa, thì cư dân mạng mới bắt đầu chú ý đến thầy. Và sau hơn một tháng, số người quan tâm ban đầu là hàng trăm, rồi lên đến hàng chục ngàn. Và giờ này gõ vào Google ba chữ Thích Minh Tuệ, số người quan tâm đã lên đến gần trăm triệu viewers. Phép tu hạnh đầu đà của sư cũng chỉ là một trong hàng vạn phép tu mà Phật Pháp từng xiển dương. Thế mà bỗng dưng những ngày qua, hiện tượng Thích Minh Tuệ đã trở thành một trend cuồn cuộn, cuốn hút hàng loạt tu sĩ tình nguyện đi khất thực cùng sư. Sát cánh với tăng đoàn tình nguyện ấy là đám đông đại chúng, gồm những người hâm mộ lẫn những kẻ tò mò theo sát các vị từng cung đường dưới cái nắng như lửa thốc vào mặt và những trận mưa rào xối xả thích minh tuệ phải chăng là phép thử từ cõi trên a test from the upper realm phép thử ấy hàm ý về hành động tu tập hoặc sự hiện diện của sư và tăng đoàn tình nguyện cuối phi thường cuốn hút cộng đồng trong và ngoài giới phật tử ở cả việt nam lẫn quốc tế phép thử ấy hàm ý như một cuộc kiểm tra về mặt thế tục cũng như tâm linh, nhưng trong một số biểu hiện cụ thể, nó còn là sự giao thoa và bổ sung lẫn nhau giữa những hoạt động đời thường với các trải nghiệm siêu nhiên. Kẻ chê bai, phỉ báng sư vẫn còn đó ngay trên báo chí nhà nước, nhưng rồi lời thị phi và đố kỵ, những câu chuyện vu khống và ngã mạn của họ giảm dần theo từng bước chân tăng đoàn. Có cả tu sĩ từ ngoại quốc về để gia nhập cuộc khất thực do Thích Minh Tuệ dẫn đầu. Số người tràn ra đường quá đông đảo, nơi thì xô bồ như khi qua địa bàn Quảng trị, nơi thì được tổ chức hết sức trật tự và văn minh như lúc đoàn tiến vào cố đô Huế. Phép thử thích Minh Tuệ diễn ra như một phép lạ, phép lạ nhưng lại rất đổi đời thường. đúng như bình luận trên truyền thông nước ngoài, một con người xuất hiện mà làm lộ ra bao nhiêu điều, hay như một khái quát nhiều ẩn ý, thích Minh Tuệ người được chọn.